Chào mừng mọi người đến với kênh YouTube Chica View và chủ đề tìm hiểu các đơn vị hành chính tại Việt Nam. Trong video clip này, chúng ta sẽ đến với huyện Bù Gia Mập của tỉnh Bình Phước. Bù Gia Mập là một huyện thuộc tỉnh Bình Phước, Việt Nam. Huyện được thành lập theo nghị quyết số 35/NQ-CP của chính phủ và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 11 năm 2009. Huyện Bù Gia Mập nằm trong vùng chuyển tiếp giữa miền núi Cao Nguyên và vùng đồng bằng, có vị trí chiến lược vô cùng quan trọng cả kinh tế, chính trị và an ninh quốc phòng. Về tên gọi Bù Gia Mập, hiện trên kênh Chica View tìm được hai giải thích về tên gọi này như sau. Lý giải 1. Bù Gia Mập là tên gọi bản ngữ của người đồng bào Stin. Bù là làng, Sóc Gia Mập là tên riêng. Lý giải 2. Theo một nhà ngôn ngữ học, Bù Gia Mập có thể là do hai từ Bù Gia và Bù Mập trong ngôn ngữ của người Stin chiếm số lượng lớn nhất trong vùng này gặp lại, trong đó Gia có nghĩa là cỏ tranh và Mập là gặp gỡ. Quý khán giả, ai có cách lý giải hợp lý hơn thì xin vui lòng comment bên dưới video clip này để mọi người cùng biết nhé. Xin chân thành cảm ơn. Huyện có diện tích tự nhiên là 1.016 km², chiếm 9% diện tích tỉnh Bình Phước. Địa hình chủ yếu là đồi núi thấp xen kẽ với thung lũng sông suối, độ cao trung bình từ 200 đến 300 m so với mực nước biển. Về vị trí địa lý, huyện nằm ở phía đông bắc tỉnh Bình Phước, cách thành phố Đồng Xoài khoảng 65 km, có vị trí như sau. Phía đông giáp huyện Bù Đăng. Và huyện Tuy Đức của tỉnh Đắk Nông. Phía tây giáp huyện Lộc Ninh. Và huyện Bù Đốp. Phía nam giáp thị xã Phước Long. Và huyện Phú Riềng. Phía bắc giáp với Campuchia.
kinh tế, huyện Bù Gia Mập là một trong những huyện có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao ở tỉnh Bình Phước. Huyện có 3 ngành kinh tế chủ lực là nông, lâm, thủy sản, công nghiệp xây dựng và thương mại dịch vụ. Huyện cũng đang triển khai nhiều chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Sau 10 năm xây dựng và phát triển, huyện đã có những bước tiến vượt bậc trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng. Huyện đã hoàn thành các mục tiêu quan trọng như xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất, thu hút đầu tư, cải thiện đời sống người dân, duy trì an ninh trật tự. Về điều kiện tự nhiên, huyện Bù Gia Mập nằm trong vùng mang đặc trưng khí hậu nhiệt đới cận xích đạo gió mùa với hai mùa rõ rệt là mùa mưa và mùa khô. Nhiệt độ bình quân trong năm cao đều và ổn định từ 25,8 đến 26,2 độ C. Đất ở huyện Bù Gia Mập rất màu mỡ, có khả năng thích nghi đối với nhiều loại cây trồng, đặc biệt là các loại cây công nghiệp như cao su, cà phê, điều và tiêu. Huyện là giữa cao su, cây điều lớn nhất của tỉnh Bình Phước. Về hành chính, huyện Bù Gia Mập có 8 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm xã Bình Thắng, xã Bù Gia Mập, xã Bù Gia Mập, xã Đa Kia, xã Đắc Ơ, xã Đức Hạnh, xã Phú Nghĩa là quận lỵ, xã Phú Văn, xã Phước Minh, về lịch sử. Trước năm 2009,
địa bàn huyện Bù Gia Mập ngày nay là một phần của huyện Phước Long cũ. Ngày 11 tháng 8 năm 2009, Chính phủ ban hành nghị quyết số 35/NQ-CP. Theo đó, chia huyện Phước Long thành hai đơn vị hành chính là thị xã Phước Long và huyện Bù Gia Mập. Từ đó đến cuối năm 2014, huyện Bù Gia Mập có 18 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 18 xã: Bình Thắng, Bù Gia Mập, Đa Kia, Đắc Ơ, Đức Hạnh, Phú Nghĩa, Phú Văn, Phước Minh, Phú Riền, Phú Trung, Bù Nho, Long Tân, Long Bình, Long Hà, Long Hưng, Phước Tân, Bình Tân và Bình Sơn. Ngày 15 tháng 5 năm 2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nghị quyết số 931/NQ-UBTQ-QH13. Theo đó, tách 10 xã Phú Riền, Phú Trung, Bù Nho, Long Tân, Long Bình, Long Hà, Long Hưng, Phước Tân, Bình Tân và Bình Sơn để thành lập huyện Phú Riền. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, huyện Bù Gia Mập còn lại 106.116 ha diện tích tự nhiên và 72.907 người với 8 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 8 xã như hiện nay. Về văn hóa du lịch, Bù Gia Mập có nhiều thành phần dân tộc khác nhau sinh sống với 20 dân tộc anh em. Dân tộc ít người chiếm khoảng 21,6%, đa số là người Stim, một số ít người Hoa, người Khmer, Nùng, Tày. Vì thế, Bù Gia Mập có nhiều nét văn hóa của người Stim. Riêng đối với người Stim, họ vốn là dân tộc bản địa trên địa bàn huyện, có nét văn hóa riêng và còn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống. Trên địa bàn huyện có khoảng 48 cơ sở tôn giáo, có 3 tôn giáo chính là Công giáo chiếm 13% dân số, Phật giáo chiếm khoảng 11% dân số, Tin lành chiếm khoảng 10% dân số. Ngoài ra còn một số ít người theo tôn giáo khác như Cao Đài, Hòa Hảo, Đạo Hồi. Ở địa bàn huyện còn có vườn quốc gia Bù Gia Mập là nơi bảo tồn các loài sinh vật rừng quý hiếm tại khu vực tỉnh Bình Phước nói riêng và vùng Nam Bộ nói chung. Bãi Đá Vôi, một địa danh đã đi vào truyền thuyết và được người dân địa phương truyền tay nhau từ đời này sang đời khác. Một địa danh mà những hòn đá giống như những chú voi khổng lồ, đó là Bãi Đá Vôi. Theo truyền thuyết, ngày xưa, vào một ngày đẹp trời, các vị tiên đã cưỡi voi xuống trần gian tại khu vực thấp đất cung để ngắm cảnh và tắm thác. Đến chiều trên đường về đến khu vực Bãi Đá Vôi bây giờ, người con của một vị tiên bị ốm và qua đời. Cả đoàn vô cùng buồn bã đáp xuống bãi đất trống để chuẩn bị an táng cho đứa con xấu số thì bỗng dưng sấm sét đùng đùng, trời tối sầm lại, thời tiết trở nên vô cùng lạnh giá, khiến các vị tiên, người hầu và các chú voi đều bị hóa đá. Hiện nay bãi đá voi có rất nhiều hòn đá khổng lồ có các hình dạng khác nhau tượng trưng cho những nhân vật trong câu chuyện kể trên. Cảm ơn đã đồng hành cùng tôi. Chica View chúc mọi người vui vẻ. Nhớ bấm đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhé. Xin chào và tạm biệt.